Hi, chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô. Vâng, một chiếc xe Kia Rio mới nhập về cửa hàng. Và con này thì nhập tận từ Hàn Quốc các bác nhá. Biển số Hải Phòng 15A25660. Con này thì sản xuất năm 2015 và đăng ký lần đầu năm 2016. Với khối động cơ chỉ có 1.4 thôi. Đây là một dòng xe cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Một dòng xe phân khúc sedan hạng B, xe đẹp và không có lỗi lầm. Đấy, nội thất ngoại thất của xe thì cứng cựa luôn nhá. Và con này thì tỷ lệ sơn zin của nó đến 99%. Vâng, máy gầm chất, vô lăng tích hợp, túi khí an toàn, ga tự động cruise control, tích hợp thêm cả cụm phím điều khiển hiện đại xịn sò luôn. Và xe này thì mới lăn bánh được có gần chục vạn thôi. Một mẫu xe màu đỏ cực kỳ đẹp. Và con này thì vừa về cửa hàng xong nhá. Và bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này đừng bỏ qua một chiếc xe xịn sò với cái giá chỉ có 379 triệu đồng. Vâng, rẻ như cho luôn, chỉ 379 triệu đồng, chỉ là bằng ngang những cái mẫu xe hatchback cỡ nhỏ thôi. Nhưng các bác đã sở hữu được một chiếc xe nhập khẩu, đấy, màu đỏ bắt mắt, thể thao trẻ trung, lốp dép mới nhá, 4 quả lốp vẫn còn mới, động cơ máy số zin, động cơ máy 1.4. Chân của chiếc xe thì đã được bọc trần 5D rồi, về các bác không phải làm gì. Nội thất ghế da xịn sò với các đường chỉ may đỏ led căng. Và thưa quý vị các bạn, chiếc xe này thì túi khí còn nguyên, máy còn nguyên zin, gầm bệ thì chắc. Bao cam kết không có đâm đụng ngập nước nha. Và những ai mà yêu thích dòng Kia Rio thì đừng bỏ qua chiếc xe tuyệt vời này. Con này thì vừa về cửa hàng em xong và với cái giá tiền chỉ có 379 triệu đồng thôi. Bác nào muốn trả góp thì các bác chỉ cần bỏ ra một cái số tiền là 180 triệu đồng nha, là các bác đã sở hữu ngay được chiếc Kia Rio thời thượng xịn sò rồi. Đèn của chiếc xe thì hơi ố theo thời gian một chút, tuy nhiên là cái này thì hơi bị hấp hơi này, cái này em sẽ xử lý nhá. Vừa về cửa hàng chưa kịp làm gì. Đấy, tôn vỏ nó mỏng te te này. Đấy các bác nghe tiếng tôn ạ, tôn mỏng nhá. Đèn đóm sáng mà con này thì vẫn là sử dụng đèn halogen thôi. Đèn gầm là sử dụng đèn bi rồi. Và cản trước của xe thì không có chảy xước, sơn xi đồng đều, cản trước không chảy xước. Bao cam kết cho các bác là không có đâm đụng tai nạn. Vâng, biển Hải Phòng nhá, rõ ràng sự xịn sò luôn, 15A25660. Và cái này thì sang tên rất là đơn giản thôi, vẫn trả góp bình thường. Lốp về 2019 này các bác ạ. Phanh đĩa nhá các bác nhá, phanh đĩa 4 bánh, la răng đúc thể thao 8 chấu. Đấy, dòng xe rất là lành. Vâng, dòng xe này thì đi cực kỳ lành bền luôn. Và con này thì đã được ốp tay nắm chrome, mạ vành chrome, viền chrome hết rồi. Đấy. Nội thất bên trong xe thì tươi, ghế nội thất nỉ của nó vẫn còn ngon nguyên này. Đấy các bác nhìn này, nội thất nỉ còn đẹp nguyên. Vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí an toàn, phím điều khiển tiện lợi ở trên này và ga tự động cruise control đây. Đấy, màn hình hiển thị 8 vạn các bác nhá, xe cứng cựa luôn. Đấy, và trần này, trần 5D này, nội thất ghế này, đẹp luôn. Ghế da này thì ghế da màu đen pha chỉ đỏ nhá, cực kỳ thể thao luôn, nội thất tươi mới luôn. Tappy đây, vâng, các bác nhìn nào, tappy này, tappy xịn sò, kính điện hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, và đó, tappy xịn sò luôn. Đấy, kính này, nâng hạ nhá, hạ này. Đấy, tất cả nội thất của xe thì vẫn còn tươi luôn. Vâng, bên em có địa chỉ tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng nhá. Các bác nào mà quan tâm thì mời các bác qua cửa hàng xem xe và lái thử những mẫu xe bên cửa hàng em. Xe thì bao cho các bác là zin đét đẹp, từ keo chỉ cho đến máy số gầm bệ luôn, không có lỗi lầm. Vâng, và chiếc xe này thì bên em đang bán được cái giá là 379 triệu đồng. Chỉ 379 triệu đồng thôi, các bác đã sở hữu được một chiếc xe nhập khẩu Hàn Quốc, động cơ máy 1.4, ăn xăng ít, tiết kiệm nhiên liệu, máy số khỏe, đấy, sơn gầm khỏi bàn luôn. Đấy, nội thất tươi rồi rói rồi các bác ạ. Đấy, nội thất vẫn còn tươi nhá. Đó, và sàn nỉ của xe thì khỏi phải chê luôn. Lốp dép mới, 4 quả lốp 2019 các bác nhá. Mới nguyên zin, zin nguyên dàn. Đó, các bác nhìn ạ, vâng, lốp vẫn còn mới này, dày này, ta lông còn này. Và cua lốp thì không có bục mọt nhá các bác nhá. Đấy, các bác nhìn ạ. Đấy, cua lốp không bục mọt. Sơn của xe thì sơn zin rồi. Đây là các bác nhìn ạ, không có một vết chảy xước nào luôn. Con này được cái là chủ giữ gìn rất là cẩn thận luôn, chứ không hề có đi lại gọi là va quẹt xước sát nhiều. Đấy, hệ thống đèn hậu của xe là sử dụng đến 18 cái bóng đèn LED được các bác nhìn ạ. Thiết kế đẹp, hài hòa, trang nhã và kiểu dáng rất là thể thao. Bên cản sau của xe là thiếu mỗi cái cảm biến lùi phía đằng sau thôi. Đấy, còn có camera lùi cho các bác rồi nhá. Vâng, và cốp mở của xe thì mở rất là nhẹ nhàng. Ta sẽ mở cùng trên bên này. Chìa khóa con này chìa khóa khiển điện nữa các bác nhá. Vâng. Một chiếc xe nhập khẩu Hàn Quốc cực đẹp, máy 1.4, ăn xăng ít, tiết kiệm nhiên liệu, keo chỉ không phải bàn cãi luôn. Vâng.
chất khỏi bàn luôn. Keo chỉ nét này. Đấy, nội thất tươi đây. Đấy, nội thất này. À, và các bác nhìn bên trong đây ạ. Lốp sơ cua và đây này. Không có đâm đụng nha các bác nhá. Và không hề đâm đụng một chút nào. Lốp sơ cua là la răng đúc theo hãng luôn. Đấy. Vâng, xe cứng đẹp và giá của xe thì cũng rất là mềm thôi. Con này em đang bán là 379 triệu đồng. Có giảm giá cho các bác khi các bác đến yêu xe. Còn đương nhiên là các bác ở tỉnh xa thì sẽ mất thêm chi phí vận chuyển một chút thôi. Nhưng bên em sẽ vận chuyển trên toàn quốc các bác nhá. Vâng. Đấy, vẫn còn chế độ trả góp bình thường. Các bác chỉ cần bỏ ra 180 triệu thôi là các bác đã sở hữu ngay được chiếc Kia Rio đẹp như thế này rồi. Vâng, đời cao nhưng mà giá lại rất rẻ nha các bác nhá. Dòng này thì đi cực kỳ sướng rồi. Động cơ máy 1.4, ăn xăng ít, tiết kiệm nhiên liệu, bền lành. Đấy, máy số thì em biết khỏi phải nói luôn. Cần số này các bác nhìn này, cần số vẫn còn rất là đẹp nhá. Vâng. Và những ai mà quan tâm đến chiếc xe này, một chiếc Kia Rio đẹp đến từ trời Âu, Hàn Quốc thì alo ngay cho Vũ Duy Auto. Vâng. Các bác nhìn màn hình camera đây. Màn hình camera rất là xịn sò luôn. Đấy, có kết hợp, tích hợp cả cam lùi luôn đấy các bác à. Đấy, cam lùi đây. À, nếu mà lắp cam hành trình thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, điều hòa, cửa gió đầy đủ. Đấy, vâng. Và đèn nổ con này nào. Đấy, máy rất là êm nha các bác nhá. Động cơ máy êm, vòng tua 800. Đấy, mức tiêu thụ nhiên liệu tầm khoảng 5 lít, 5 lít trên 100 cây đến 6 lít trên 100 cây. Vâng, một mức tiêu thụ cực kỳ ít luôn. Và tính ra giá xăng bây giờ thì các bác rơi vào tầm khoảng 1.500 trên 1 km. Đấy, động cơ 1.4 máy còn zin, xe còn cứng nhá và không có lỗi lầm. Và những ai mà quan tâm đến cái dòng xe Kia Rio thì đây cũng là một chiếc xe màu đỏ rất là hợp phong thủy cho các bác luôn. Ắc quy Amazon dày. Đấy, còn các cái phần tai đèn này. Tai đèn này bên này đều ok. Đấy, không có đâm đụng nhá. Đấy, còn con này nắp cabo là có ra rồi này. Đấy, nắp cabo đây, chỉ keo đây. Đó, các bác nhìn ạ. Vâng, chỉ keo này. Máy này, máy thì lành êm. Vâng. Và với cái giá tiền thì 379 triệu đồng thôi. Thì bác nào mà yêu thích chiếc xe này thì mời các bác qua cửa hàng em. Còn các bác nào mà tỉnh xa thì các bác có thể là trả giá. Rồi bên em sẽ hỗ trợ vận chuyển cho các bác nhá. Vâng, cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác tìm cho mình được chiếc xe tuyệt vời. Cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.